Xin. Được cúi chào toàn thể các bác, các chú, các em, chị anh đã thường xuyên quan tâm nhưng chưa ủng hộ chương trình tiếng Nhật online có 102 dành cho người Việt trên kênh truyền hình YouTube của Dũng Mô Đi Tồi. Kênh truyền hình này được quay phát tại số nhà. Số nhà bao nhiêu nhỉ? Nhắc cái, quên bố lời thoại. Ngoài nói chuyện, số nhà 03. Kính thưa quý bạn và các vị, kênh truyền hình này được quay phát tại số nhà 03 gần ga Vạn Tám, phố Núi, cách ga An Sinh 17 phút tàu điện về phía Tây, thuộc địa phận thủ đô Tokyo của Việt Nam. Ga 1 Vạn Tám à? Vạn Tám, tổng hợp lại là 8 Vạn, 8 Vạn là Hachiman, phố Núi là Yama, à, ga Hachiman Yama, Hachiman Yama. Thôi dạy dạy đi ông ơi, ngồi nghe. Yoke na koto yu nao mai. Vâng, trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi đến một vài từ mới có liên quan rất là mật thiết đối với các cuộc hội thoại giao tiếp thường ngày. Từ thứ nhất mà chúng ta sẽ học trong bài học ngày hôm nay đó là từ yoke. Vâng, các bạn vừa nghe rồi chứ? Yoke na koto yu nao mai. Câu này chúng ta có thể dịch là mày đừng có mà nói ninh ta ninh tinh. Hay là thêm một ví dụ khác. Các bạn cùng theo dõi đoạn hội thoại sau đây nhé. Dù カノゾまだできないの?誰か紹介してやろうか?余計なお世話。お前の友達と付き合うなんてさありえないし。なんで?なんで? Và một ví dụ thứ hai. これからバイトの面接行ってきます。あのさ、余計なお世話かもしれないけど、そんな格好で恥ずかしくない? え? 恥ずかしくなんかないよ。 Nè, minasa. Và chúng ta sẽ học tiếp đến từ thứ hai, đó là từ yoyu. Từ yoyu có nghĩa là gì? Từ này ám chỉ một cái điều gì đó thừa thãi trên mức cần thiết. Và trong tiếng Việt thì chúng ta có thể dịch là thoải mái. Ví dụ như thoải mái về tiền thì chúng ta sẽ nói rằng là okane ni yoyu ga aru, jikan no yoyu ga nai. Trong một ví dụ cụ thể sau đây, ví dụ khi mà chúng ta muốn nói rằng là có ngần này là thoải mái rồi thì chúng ta sẽ nói như thế nào? これぐらいなら余裕だ。これぐらいなら余裕だ。 おい お前 試験の準備はどう? 余裕だ。 Vâng, bài học của chúng mình xin được kết thúc tại đây. Xin được cúi chào và mong sớm được gặp lại. ちょっと待った。 Gì nữa? Cho hỏi gì đã? ちょっと待った có nghĩa là gì? ちょっと待った。 Nhá, vâng, ちょっと待った có nghĩa là gì? Trong sơ cấp thì các bạn đã được học từ ちょっと待って rồi đúng không? ちょっと待って dịch sang tiếng Việt có thể dịch là chờ chút hay là đợi chút. Đúng không? À, chờ chút, đợi chút. Ok. Nhưng mà ちょっと待った thì nó có nghĩa là gì? Chúng ta có thể dịch sang tiếng Việt đơn giản là chờ chút đã, đúng không? Bởi vì nó là thể quá khứ đúng không? Đã trong tiếng Việt cũng là thể quá khứ và chúng ta phải dịch là chờ chút đã. ちょっと待った。ちょっと待った. Ok. Bye bye. Yeah.